Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách Chân Trời Sáng Tạo, bài bảng chia 7. Dựa vào bảng nhân 7, tính các thương trong bảng chia 7. Rồi thầy giáo ví dụ. Các em dựa vào bảng nhân 7 để các em tính 21 chia 7 rồi các em nhẩm xem là 7 nhân mấy bằng 21. À, 7 nhân 3 bằng 21. Cho nên các em lấy 21 chia 7 thì sẽ bằng 3. Được chưa? Vậy bảng chia 7 nó chính là ngược của bảng nhân 7. Các em hình dung được chưa? Bảng chia 7 nó chính là ngược của bảng nhân 7. Rồi chúng ta hoàn thiện bảng chia 7 như sau. Bảy nhân 1 bằng 7. Vậy 7 chia 7 bằng 1. 7 chia 7 bằng 1. Bảy nhân 2 bằng 14. Vậy 14 chia 7 bằng 2. Rồi tương tự, muốn biết 21 chia 7 bằng bao nhiêu thì các em sẽ nhẩm xem là 7 nhân mấy bằng 21. À, 7 nhân 3 bằng 21. Rồi các em nhẩm 7 nhân mấy bằng 28. À, 7 nhân 4 bằng 28. Bảy nhân mấy bằng 35. À, 7 nhân 5 bằng 35. Rồi 7 nhân mấy bằng 42. À, 7 nhân 6. 7 nhân 6 bằng 42. 7 nhân mấy bằng 49. À, 7 nhân 7. 7 nhân 7 bằng 49. Rồi 7 nhân mấy bằng 56. À, 7 nhân 8 bằng 56. Tương tự chúng ta có 7 nhân 9 bằng 63. 7 nhân 10 bằng 70. Rồi như vậy là chúng ta vừa hoàn thiện bảng chia 7 dựa vào bảng nhân 7. Tiếp theo em sang phần luyện tập 1, tính nhẩm.
phép tính nhẩm thứ nhất là 14 chia 7 bằng bao nhiêu? Các em nhẩm xem là 7 nhân mấy bằng 14. À, 7 nhân 2 bằng 14. Như vậy 14 chia 7 bằng 2. Tương tự, các em nhẩm xem 7 nhân mấy bằng 28. À, 7 nhân 4 bằng 28. Rồi các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành các phép tính còn lại nha. Tiếp theo, 7 nhân mấy bằng 35? À, 7 nhân 5 bằng 35. 7 nhân mấy bằng 56? 7 nhân 8 bằng 56. Bảy nhân bảy bằng 49. 7 nhân 6 bằng 42. 7 nhân 9 bằng 63. 7 nhân 10 bằng 70. Rồi, các em nhớ là hai số giống nhau thì chia cho nhau là bằng 1 nha. 7 chia 7 bằng 1. Không chia cho số nào thì kết quả cũng bằng 0. Tiếp theo em sang bài tập số 2, đặt tính đổi tính. Câu A. Các em đặt tính và thực hiện phép tính 84 chia cho 7. Các em nhớ là chúng ta chia từ bên trái sang bên phải. Các em lấy 8 chia cho 7 trước. 8 chia 7 bằng bao nhiêu? Cách các em nhẩm 8 chia 7 nè. Chia cho 7 thì các em nhẩm bảng nhân 7. 7 nhân 1 bằng 7. 7 nhân 2 bằng 14. 14 nó lớn hơn 8. Như vậy các em dừng lại, các em không nhẩm nữa. 14 lớn hơn 8, cho nên các em không lấy 7 nhân 2, mà các em lấy 7 nhân 1. Các em lấy 7 nhân 1, tức là 8 chia 7 được 1, viết 1. 1 nhân 7 bằng 7. 8 trừ 7 bằng 1. Rồi tiếp theo là các em hạ 4 xuống. Ta được 14. Lấy 14 chia 7 được 2. 2 nhân 7 bằng 14. 14 trừ 14 bằng 0. Như vậy là 84 chia 7 bằng 12. Rồi tiếp theo là các em sang câu B. Các em đặt tính và thực hiện phép tính 37 chia cho 7. Rồi các em lưu ý nè. 3 không chia được cho 7. Vì số 3 nó bé hơn 7.
Cho nên các em lấy 37, các em lấy cả hai chữ số là 37 chia 7. Bây giờ các em nhẩm xem là 37 chia 7 được mấy? Chia cho 7 thì các em nhẩm bảng nhân 7. Các em nhẩm đến khi nào được kết quả lớn hơn 37 thì các em dừng lại. 7 x 5 bằng 35. 7 x 6 bằng 42. 42 lớn hơn 37. Cho nên các em không lấy 7 x 6 mà các em lấy 7 x 5. Lấy 7 x 5 tức là 37 chia 7 được 5. Rồi bây giờ các em nhân ngược lên. 5 x 7 bằng 35. 37 trừ 35 bằng 2. Như vậy là 37 chia 7 được 5 và dư 2. Được chưa? Rồi câu C. 61 chia cho 7. 6 bé hơn 7 không chia được. Cho nên các em lấy cả hai chữ số, tức là các em lấy 61 chia cho 7. Rồi các em nhẩm bảng nhân 7. Các em nhẩm đến khi nào mà chúng ta được kết quả lớn hơn 61 thì các em dừng lại, các em không nhẩm nữa. 7 x 8 bằng 56. 7 x 9 bằng 63. 63 nó lớn hơn 61 rồi. Vậy các em không lấy 7 x 9 mà các em lấy 7 x 8. Lấy 7 x 8 tức là 61 chia 7 được 8. 8 x 7 bằng 56. 61 trừ 56 bằng bao nhiêu? À, bằng 5. Vậy 61 chia 7 bằng 8 và dư 5. Các em nhớ số dư bao giờ cũng bé hơn số chia. Ở đây 5 bé hơn 7 là đúng rồi. Nếu số dư mà lớn hơn hoặc bằng số chia thì chắc chắn là các em đã chia sai. Các em nên xem lại phép tính chia của mình. Rồi tiếp theo là các em sang phần luyện tập 3. Bà chia 14kg vải thiều thành 7 phần nặng như nhau. Hỏi mỗi phần vải thiều nặng bao nhiêu kg. Rồi các em hình dung bài toán này. 14kg vải thiều chia đều thành 7 phần nặng như nhau, tức là 7 phần nặng bằng nhau. Hỏi mỗi phần nặng bao nhiêu kg. Bảy phần nặng 14 kg, vậy một phần nặng bao nhiêu kg? Bây giờ các em lấy 14 kg, các em chia đều thành 7 phần bằng nhau, tức là các em thực hiện phép tính 14 chia cho 7. Được chưa? Các em trả lời này. Mỗi phần vải thiều nặng số kg là? Các em lấy 14 chia 7 bằng 2. Rồi đáp số là 2 kg. Được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang mục đất nước em. Trong mục này thì chúng ta sẽ khám phá được một thông tin rất là thú vị như sau. Vải thiều là loại quả thơm, ngon và đẹp mắt. Việt Nam là một trong những nước trồng nhiều vải thiều trên thế giới. Em hãy tìm hiểu xem ở nước ta những nơi nào
trồng vải thiều nhiều và nổi tiếng. Rồi các em có thể tìm hiểu bằng cách là hỏi người thân, hỏi anh chị, bố mẹ hoặc là hỏi các thầy cô giáo. Các em cũng có thể tìm kiếm trên Internet. Các em có thể gõ với từ khóa là vải thiều được trồng nhiều ở đâu. Rồi cụ thể thì chúng ta tìm được những thông tin, những nơi trồng vải thiều nhiều và nổi tiếng ở nước ta là Thanh Hà, Hải Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang. Rồi các em nhớ là Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương nha, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các video sau được thầy giáo đặt trong phần sách phát Toán lớp 3 sách Chân Trời Sáng Tạo. Rồi xin chào và chúc em học tốt.